Bích Câu Đạo Quán. Bích Câu Đạo Quán được xây dựng từ cuối thế kỷ 15 trong một khuôn viên lớn gần Quốc Tử Giám, địa chỉ tại số 14 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Bích Câu Đạo Quán được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông để các đạo sĩ luyện phép trường sinh và thờ cúng thần tiên. Với cảnh đẹp và truyền thuyết lãng mạn về Hàn Sĩ Tú Uyên gặp tiên dáng kiều, nơi đây sớm trở thành danh thắng bậc nhất kinh kỳ. Theo chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ, trong đời vua Lê Thánh Tông 1442 đến năm 1479, có chàng trai nghèo tên là Trần Tú Uyên, chỉ dựng được một căn lều bên ngoài nước ở phường Bích Câu tạm làm nơi ăn học. Một hôm đi xem hội ở chùa Ngọc Hồ gần Quốc Tử Giám, chàng nhặt được một chiếc lá đỏ dưới cây mẫu đơn. Trên lá đỏ có khắc ghi bài thơ: Liễu biếc đào hồng tiết tháng ba, xe loan hạ giá cửa thiên ngang, cầu lam chật ních người như kiến, ai biết thần tiên trước mặt ta. Đang say sưa nghiền ngẫm bài thơ thì nhắc thấy một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần lướt qua cổng chùa. Chàng vội vàng giảm bước theo sau, nhưng đến đầu đình Quảng Văn thì cô gái biến mất. Tú Uyên ngơ ngẩn ra về, mất ăn mất ngủ. Mấy ngày sau đến đền Bạch Mã khấn vái cầu mộng và được thần bảo là cứ ra chợ Cầu Đông sẽ gặp được người trong mộng. Đợi đến quá nửa ngày, chàng chỉ thấy một cụ già bán tranh tú nữ và cô gái trong tranh giống hệt người gặp ở chùa Ngọc Hồ. Chàng liền mua tranh về treo cạnh bàn, ngày đêm ngắm nghía, ăn cơm uống nước chàng đều sắp ra hai đôi đũa và mời mọc trò chuyện với người trong tranh y như là người thực. Một hôm chàng về muộn, đã thấy trên bàn có bày sẵn mâm cơm, cho là sự lạ nên hôm sau chàng bí mật rình xem cô gái xinh đẹp dịu hiền trong tranh bước ra. Tú Uyên từ chỗ nấp xuất hiện, cô gái không biến mất được nữa. Nàng thú nhận mình là tiên nữ tên Giáng Kiều, có tiền duyên với chàng nên xuống trần cùng nhau kết nghĩa. Từ đó hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Sau được ít lâu, Tú Uyên sinh ra phóng đãng, bỏ cả học hành. Giáng Kiều khuyên can không được, lại bị gắt gỏng nên tức giận bỏ về trời. Chàng sống một mình hưu quạnh buồn bã, toan tự tử thì Giáng Kiều lại xuất hiện, khuyên can chồng chú tâm học hành nghề thuốc cứu người. Tú Uyên nghe lời vợ học hành thành đạt, cứu chữa cho mọi người xung quanh. Một lần đất nước bị xâm lược, nhờ có tài trị khỏi bệnh cho tướng giặc Trà Toàn nên hán rút quân, đất nước được bình yên. Nhờ công lao ấy, vua Lê Thánh Tông phong An Quốc chân nhân cho Tú Uyên. Về sau, vợ chồng Tú Uyên Giáng Kiều sinh hạ được một chàng trai tên là Chân Nhi. Vào một ngày đẹp trời, hai vợ chồng từ bỏ cõi trần, cùng nhau cưỡi hạc về tiên giới, để lại Chân Nhi tiếp nối công đức và trần gian. Sau đây là một vài tiết mục văn nghệ biểu diễn ở Bích Câu Đạo Quán nhân ngày sinh của tiên ông.
là anh có yêu em. Cho chọn có mi mô cà bề a la hơi a la hơi. Dạ vâng, xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm toàn thể của các anh chị. Money.
giờ.